Đây, bà nấu bánh bán đây cả nhà. Có bánh tét đó bà hả? Bánh tét với bánh dừa luôn hả? À, bánh trái bánh dừa. Dạ. Rồi nấu về khi nào mới đi bán bà? Khuya 3 giờ mới đi. Dạ. Đi bán nha. 9-10 cây số rồi. Dạ, bán ở đâu bà? Trong Trà Mát chẳng á. Dạ. Ừ. Thôi vô nhà đi, ngồi đây nóng quá bà. Dạ. Dạ. Đây hôm nay Thảo ghé thăm bà ở đây á cả nhà. Bà ơi, bà ngồi ghế đi, bà ngồi ghế đi, con hỏi thăm bà cái. Bà xích ghế ra đây nè bà. Dạ. Bà đem ghế ra đây ngồi. Dạ được rồi rồi, bà ngồi đi. Dạ. Rồi à, cái công việc chính của bà là làm bánh tét bán hả? Hồi đó thì cũng đi cắt lúa mướn rồi giờ già cắt hết nổi rồi. Dạ. Tay chai chơi giờ thôi gói bánh nhẹ nhẹ sống qua ngày. Dạ. À, rồi bà có chồng con gì không? Có chồng chết. Dạ, rồi con đâu? Con nghèo cũng đứa, hai đứa đi, nghèo cũng chết. Mấy người bà? Hai. Hai người con trai và con gái? Đứa gái con trai giờ có chồng nghèo quá trời. Người ở đâu bà? Ở Củ Chi vậy trời. Một người là Củ Chi, còn người ở đâu bà? Trong Cà Mau. Ồ vậy hả? Nghèo hết trơn mà mướn cháu ơi. Ừ, rồi có về, lâu lâu có về bà? Lâu cũng về một lần. Dạ. À, rồi có gửi tiền cho bà không? Ít, lâu cho 200 mà. Dạ. Nghèo quá con, nghèo có bán vé số trên Củ Chi. Ồ vậy hả? Cũng là đi bán vé số luôn. À. Ừ, rồi còn bây giờ là công việc của bà là nấu bánh tét bán. Bánh bán hàng ngày. Dạ. Để kiếm 50 ngàn chống bậy với cháu ơi. Có thấy bà nấu nhiều vậy hả? 20 đòn lời được có 70 à. 20 đòn là lời 70 ngàn. Bị có 15 ngàn đòn. Dạ. À, rồi là sáng giờ là gói bà hả? Gói là kia đi bán. Dạ. Sáng giờ gói giờ đến nấu đến rạng sáng là đi bán, tối là đi bán. Dạ, để bán ngoài chợ hả bà? Bán theo vườn á, theo kinh á. À, bán trong vườn hả? Vườn. Dạ. Rồi bán cho người ta vậy đó? Dân trồng khoai á. Dạ. Người ta trồng khoai lang rồi, người ta nhổ khoai lang rồi người ta mua người ta ăn á. Dạ, ông bán rồi, người thấy khổ người ta cũng cho 5-3 kg gạo gì ăn. Dạ. À, năm nay là bà được bao nhiêu tuổi? 72. 72 tuổi. À, cháu có hỏi thăm bà tên gì? Đỗ Thị Hai. Bà là Đỗ Thị Hai? Đỗ Thị Hai. Dạ, à, 72 tuổi thì giờ gói bánh tét bán vậy thôi. À. Rồi cháu nội cháu ngoài đâu có ở chung với bà không? Không, đứa con hai ba đứa theo mẹ đâu có trơn, lâu nó về thăm rồi. Dạ. Mình nên ở mình nên vậy thôi. Dạ. Rồi nhà là bà cất lên từ xưa chưa hả? Giấy số Đồng Tháp cất cho bà thợ lãnh luôn, bà giao thợ lãnh luôn cất cho mình. À, cất hết nhiêu à? 50 mấy triệu đó. Dạ. Nhà nước hộ nghèo cho 50, rồi ở sớm nghèo cho cũng vài triệu nữa. Dạ. Người đóng cho vài trăm nhập vô đó. Là nhà nước cho 50 triệu hộ nghèo hả? Hộ nghèo. Dạ. Còn như mình bù, mình có khao hay bù, có như gói gắm nhiêu chứ, có khúc một đó. Dạ. Rồi, tiền nhà nước cho nhưng mà cái chỗ ở sớm cho lượng 100-200 phụ vô. Chỗ sổ số thì họ lạnh, họ xây cho mình. À, xây luôn, mướn thợ làm luôn. Dạ. Nó mở 50 triệu đó. Dạ, trong vòng 50 triệu đó. Dạ. À, xây được lâu chứ bạn? Anh tháng mấy à? Mới xây có tháng mấy hả? À, tháng mấy. À, vậy có nghĩa là mới cho. Mới cho. Dạ. Là bà là được hộ nghèo ha? Hộ nghèo. Dạ. Dạ. Hộ nghèo và nhà nước cho cất lên. Ừ. Rồi bà nói là hồi nãy con nghe chưa rõ là ông xã ở đâu bà? Chết. Ông là mất rồi hả? Dạ. Đi củi 5 căn đau chết. Dạ. Bây giờ là gói bánh tét bán vậy thôi. Sống rồi. Kệ cho trời cho mạnh dỗ cho thôi. Dạ. Kệ chứ không có mong cho sống còn ngày, biết chết ngày nào già quá. Dạ. Mồm đi bông bánh té rồi cháu đỡ dai lên. Dạ. Chạy, ừ. Cô đó đó hả? Cô đó là té lên bánh nó gặp lửa đường. Cô đó là em của bà hả? Ở sớm á. À. Thấy hoàn cảnh gì. Dạ. Đỡ lên hai đứa. Dạ. Ừ. Thì cô đó cô gọi cho con đó, nói nhờ giúp giùm cho bà. Để bà đi bán bánh tét thấy tội lắm. Xe mượn á. Xe máy mượn. Mượn của đứa cháu trên sốt cho mượn chạy. À vậy hả? Chứ bạn có xe hả? Xe đó hư rồi, xe cũ quá, nhà nước cho hư rồi. Vợ xe đó cháu, xe máy này cháu cho mượn đó. Cô đi ra ngoài luôn chứ nó giờ xuống. Con chó nó sủa ồn quá, nó chuyện không nghe gì hết trơn à. Ừ.
ơi ba, à, rồi con hỏi thăm cái rồi cái người con mà ở dưới Cà Mau là con trai của bà hả? Trai Út. Dạ. Ở bên giờ. Dạ, ở bên giờ. Nay nghèo quá má ơi đừng có buồn, má đâu có nói gì đâu. À, dạ. Má sống qua ngày được rồi con ơi. Dạ. Nói chung là con thì cũng bỏ bà nhưng mà nghèo quá. Ừ, bị mình không có buồn đó cháu, ở đó là mòn mướn ăn không à. Dạ. Rồi bà có tiền nhà nước là gì không bà? À, này chưa cho, trong giấy có 70 ngoài 70 nó chưa cho. Dạ. Lâu lâu rảnh thoảng cũng cho được 5-10 ký gạo. À chỉ có hồ nghèo cho vài ký gạo vậy dạ, đó. Ờ ăn gì coi, từ ngày dịch giờ ấp không có cho 1 bạc, biên không cho 1 bạc đâu. Thì mình còn đi làm được mà, à, còn cái gói bánh tét bán được không, mà. Không có cho. Dạ. Nói chung là may mắn thì ba vẫn còn khỏe, vẫn còn gói bánh tét bán được. Ừ. Từ trước đến giờ cái công việc chính của bà là cái gì bà? Đi làm mướn rồi đó, chồng nuôi rồi chồng chết thì khổ. Đi làm mướn cắt nước nè, chai tay chứ. Đi vậy hả? Đi làm mướn? Làm mướn trèo ghe ờ ghe bằng cỏ ngày cũng đi vậy đó. Dạ. Rồi mướn cửa chén dọn dẹp nhà cửa cũng làm. Dạ. Cái gì cũng làm được sống. Ừ. Rồi sau đó là đi cắt lúa mướn rồi móc lúa rồi. Móc lúa là dạ. Lưng hết trơn. Ừ. Rồi bánh tét thì bà mới gói đây. Đó à, mới gói mấy năm nay à. Dạ. Mới gói đây. Thôi giờ già sống qua ngày đi ăn. Nặng hết đổi. Dạ. Tét hoài à. Té chạy dò chạy cẳng hoài à, bà đi sao mà té dữ vậy? Đạp xe đi dưới ổ gà té là à vậy à. Xe đạp đó là mượn người ta cho mượn. Dạ. Chừng nào mua xe thì ta trả. Rồi để dành được bao nhiêu rồi mà đòi mua xe? Chưa mua được. Đủ ăn. Ngày bán 70 ngàn thì ăn 20 thôi. Ừ. Để dành 50 đúng không? Đau hoài cháu ơi, nhức đầu mà hoài. À dạ. Nó, thuốc để cháu đấm thuốc để dành uống hoài đó. Dạ. Sợ bằng đêm hôm bệnh hoạn không có thuốc. Dạ. À, con thấy cái nhà của bà nóng quá ha. Nóng dữ lắm, giờ à. Cho như cất nhiều biết sao cho. Dạ. Cái nhà tôn quá trời nóng luôn, à. Đứng xíu mà toát mồ hôi luôn á. Dạ. Dạ. Rồi ngoài đó bà nấu bánh nữa. Bà đất này của bà hết luôn. Đất của cha mẹ của em giờ nhà đó che nấu nhờ. Dạ. Cha mẹ cho có chút nữa. Vậy vòng vòng đây là anh chị em mình không? Có không? Có 1-10. Trong ruộng hết trơn. Ngày mẹ ở đó ở đây mẹ mất rồi, à. Có thằng em một. Dạ, trước là em trai hả? Em trai Út ở nhà thờ má. Dạ, rồi cho bà phía à, sau. Cho nhiều. Dạ. Ừ. Ở đây là xã gì bà? À, hồi trước là xã Thành Lợi. Rồi bây giờ để xã Tân Quế, huyện Bình Tân. À, Tân Quế, Bình Tân. Thổ Nam, ấp Thành Tâm. Dạ, tỉnh Vĩnh Long bà ha? Tỉnh Vĩnh Long. Dạ. À, hoàn cảnh của bà thì... nói chung là bà thì cũng lớn tuổi đó cả nhà, nhưng mà giờ không có công việc gì, chỉ có ở nhà là gói bánh tét đi bán vậy đó. Bán. Dạ, vừa có cái cô kia thấy bà đi bán rồi bà. Bữa nó té đỡ rồi. Bị té, dạ. Rồi cho Thảo nói nha, người chia sẻ giúp cho bà với. Để có tiền mua thuốc men uống. Dạ. Bữa nó cho mua thuốc nữa đó. Dạ. Rồi bữa nó té rồi có bán hết bánh không? Hết, bữa nó còn đòn bán hết rồi té, nó đỡ giùm đó. À, có nghĩa là bán hết rồi mới bị té. Dướng hàng vào té. Dạ. Ừ, đứt tay chân em ớn này. Bữa mới đỡ là chạy đổ máu luôn. Ừ, dạ. Nguyên cái dòng. Rồi con gái có nói là lên ở trong cái Sài Gòn không? À, nghèo quá không ở, nó kêu ở không ở. Dạ. Con nó nghèo, ba không đứa con. Dạ. Tội nghiệp nó thôi. Rồi chị cũng đi bán vé số luôn hả? Đi bán vé số sống. Mướn nhà trọ, chồng đi làm công ty xuất sâu. Dạ. Nghèo cũng chết. Mướn nhà trọ mười mấy năm mà chết. Nói chung là ai cũng nghèo hết. Nghèo. Ừ. Đồng nghiệp điện về má đừng có buồn má ơi. Ở đây đau nằm nhà thương cũng mình nên rồi cháu qua giùm chút à. Cháu cái bằng cô á. Cô con cái thằng chết. Dạ. Ừ. Cũng nhờ số. Nói chung là cái số mình nó cũng khổ. Khổ. Mà chốt một điền không ai ghét cũng đỡ. Dạ. Ở cốt cụ. Ừ. Người nào cũng cho chứ, nãy hai cô lại cũng cho tiền cho gạo hoài. Mà cô có bà con gì không vậy? Người dân đó. Người dân vậy bà, thương vậy đó. Thương dữ lắm, thấy gì hai hoàn cảnh thương. Ờ, cái cô này ở túc dưới kia. Túc dưới dưỡng huyện. Hả? Rồi ông bảy ra trên này. Mà sao biết bà hay hay? Biết đi bán bánh là dạy gặp. À vậy hả? Gặp. À, rồi nói thương rồi nhờ con xuống giúp đó, chứ không tưởng làm chị em gì. Ông thấy khổ quá đó. Thấy khổ và tôi kêu tôi giúp vậy đó nha. Thấy khổ. Lâu lâu đem đồ tới cho hả? Cho, cho dạ. Ăn, cho ăn. Vậy cũng thương quá chứ. Ăn ngay mình ăn từ nhà. Thôi hôm nay con ghé thăm bà thì có cô Dư Hương ở bên Pháp á, cô gửi cho bà 2 triệu để bà có tiền mà thuốc men ha. Dạ, rồi con muốn mua thêm đồ mà làm bánh mà bán được.
Dạ cái đó tùy bà. Tôi cảm ơn Thảo nhiều. Dạ, dạ cái này của cô dì Hương ở bên Pháp. Rồi cho dì Hai gửi lời thăm cháu Hương rồi anh gia đình khỏe mạnh hết. Dạ cô Hương này lớn tuổi hơn bà luôn đó. Dạ, dạ. Cảm ơn chị kêu chị. Dạ đúng rồi cô. Ôi, năm nay là tám mấy rồi đó. Dạ. Nhưng mà cô thích kêu bằng cô cho trẻ vậy đó. Rồi vậy tôi cũng cảm ơn cô Năm ở nước ngoài gửi lời gia đình hết khỏe, cảm ơn nhiều lắm. Dạ đây bà đợi con xíu nha. Đây là số tiền 2 triệu đồng của cô Diệu Hương ở bên Pháp á. Dạ rồi bà cầm ít. Cảm ơn Thảo nhiều nha bà. Dạ bà phải 4 tờ không? Đúng ha, đủ 4 tờ ha. Dạ. Bà cảm ơn cô Diệu Hương đi. Rồi tôi cảm ơn cô Diệu Hương nhiều nha. Dạ rồi có lời thăm gia đình hết. Dạ có được số tiền nhỏ để bà đi dành đi mà thuốc men ha. Ừ thôi cảm ơn nha Thảo. Dạ cảm ơn. Rồi vậy thôi con chào bà nha. Rồi. Dạ rồi bà coi bánh đi kìa. Rồi không sao rồi. Dạ.